chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Xuân Mạnh Vlog nha. Thì hôm nay mình lại có video đó là đây cái sông đang xuống cát xe chân. Đây là cái khu vực địa bàn là sông Hồng đây. Thì như các bạn cũng đã biết rồi thì máy xúc của mình ấy thì là làm được rất nhiều công việc đúng không? Thì hiện tại ở đây là công việc ở đây là bãi cát đấy. Chủ yếu là gì? Chủ yếu là những cái chủ yếu là xúc cát lên xe ô tô để bán cho người ta thôi. Đấy, thì đây là con này là con Covempo, Covempo này rất là cổ rồi, làm rất là lâu rồi. Đấy, Covempo này là rất là lâu rồi, lâu năm rồi. Đây đang xúc cát lên những cái mà con chân này lấy cát ra vào cảng này. Đây là cảnh tượng một cái sông Hồng ở đây là. Ở đây thì là họ nhìn khu này thì họ xúc này các bạn này. Họ đã xúc lên xem em luôn. Đấy, họ lại xem em như thế này luôn. Không cần phải xúc như là vô nữa. Đấy, kia các là các cảng cát Hà Lan kia là đang ở tỉnh Hà Nam cũng hay gọi là Hà Lan. Nhưng mà thường ở đây thuyền này lại rất là đông. Đấy các bạn, cảnh tượng rất là đẹp. Đấy, cái xúc cát thì đơn giản thôi, máy to mà xúc bốn chân này rất là đẹp. Cái quan trọng là xúc cát ở đây ấy là khi mà anh em xúc ấy thì anh em xúc làm sao mà là mình xúc ấy là mình không được né cát xuống, ý là cát mình xúc mình phải để tơi ấy. Đấy, cát mình xúc mình phải để tơi, đổ lên như thế này này, đổ tơi ra. Đấy, dòng máy này nó cổ quá rồi nên là toàn bộ là xúc nó rất là khó. Đấy, đây cát mình thì đổ tơi như thế này không được đè xuống, tại vì cát mà đè xuống nó tốn rất nhiều cát. Đấy, chính vì vậy là mình xúc làm sao mà mình cứ đổ ra tơi là được, đừng nên đè cái gầu xuống. Đấy, đúng không ạ? Thì ở cái phía xa đằng kia là những cái bãi đằng kia kìa, thì là họ dùng bầu vip. Mà bầu vip ở đấy là chủ yếu là xúc cát ở dưới xà lan đấy, hoặc là thuyền lên này. Đấy, xúc cát ở thuyền xà lan lên thôi. Duy nhất là chỉ có mỗi ở đây thì là họ bơm lên. Đây là cát họ bơm lên này. Đấy, đây là có những dòng cái hố nước này là họ bơm cát lên đây. Đấy, bơm cát lên đây này. Còn khu này thì chỉ là dùng để xúc cát thôi. Cái cát đây thường thường họ xúc ở những cái ven bờ này trước để làm gì? Khi mà xúc ở cái ven bờ này trước ấy thì lúc sau bơm cát nó sẽ không bị đẩy đi xa. Đấy, chính vì thế nên là cát bao giờ cũng ưu tiên xúc cái gần bờ này trước này các bạn này. Thì ở đây là những cái con tàu từ xa phía xa kia đây các bạn này, ở phía xa xôi kia kìa. Đấy là những cái con tàu bên xà lan này, họ đã cập bến rồi, họ đã xuất hết cát rồi, bây giờ họ quay trở lại này. Đấy, ở quanh khu này ở hai bên bờ sông Hồng này này là có rất nhiều những cái nơi gọi là cái bãi cập nhập cát vào. Đấy, hai bên bờ này rất là đông.
bên bờ này và hai bên bờ bên kia cả, đấy, bên bờ bên kia cả, thì hầu như là làm máy ở làm xúc cát ở cái bãi cát này này, thì hầu như là ở đây họ hay dùng là cái dùng những cái máy mà đời thấp thôi, không dùng cái đời cao, tại vì anh em có thể thấy đây những con cô bé cô biết nó từ thời mà 97-98 đến bây giờ này. Đấy, thì thầy 97-98 đến bây giờ chứ không có đời cao đâu, chỉ hiếm khi họ dùng đời cao ở đây lắm, họ đa số dùng những con này tại vì xúc cát nó nhẹ nên là cũng không cần phải là không cần thiết phải dùng những con máy đời cao. Đấy, xúc cát ở đây rất là nhẹ nên là những con máy như vậy chỉ cần gọi là xúc được là được thôi. Đấy, nhưng miễn sao mà cứ xúc được là được, còn không quan trọng là cái máy đời cao hay máy đời thấp. Đấy, chính vì vậy là ở đây xúc ở gần bờ sông này rất là mát nên nhiều khi không cần phải là dùng bằng máy đời cao làm gì, đúng không ạ? Đấy, đi xúc cát anh em cứ lưu ý này là mình chỉ đổ cát thôi chứ không nên là đè và đẩy cát, đè đẩy cát thì nó lún rất nhiều đấy. À, sau khi xúc đây là bên kia là rất nhiều con mà xà lan xà liếc kìa, xà lan xà liếc ở bên kia nó đang chạy ở đấy, một con ở đằng xa cua với mức tốc độ thần thánh, tốc độ khủng khiếp này, mấy con kia cập sang bên này này. Đây, ở đây thì phương tiện tàu bè ra lưu thông qua đây rất là đông đúc. Đấy, phương tiện tàu bè lưu thông ở đây qua đây rất là đông các bạn này. Đấy, ở đây cập nhật cái bãi cát, làm một bãi cát này thì hầu như các bạn phải làm liên tục luôn. Ăn ở đây tại vì sao? Khi mình làm ăn ở đây ấy, tại vì có cát lúc nào thì các bạn cũng biết lúc đấy có cát ở xà lan cập đến lúc nào thì các bạn được xúc từ xà lan lên lúc đấy. Đấy, chính vì vậy là làm ở bãi cát rất là nhiều thời gian. Đấy, làm bãi cát rất là nhiều thời gian, không như đi làm dân thì các bạn có thể làm đủ giờ đủ giấc. Đấy, nhưng mà làm ở đây thì các bạn cần nhiều thời gian, là vậy. Chính vì vậy bãi cát tuy mà việc nó rất là nhàn nhưng mà không được thoải mái về thời gian lắm, tại vì khi mà mình làm đây thì họ yêu cầu ví dụ bây giờ là xe vào lúc 10 giờ là mình chỉ ra 10 giờ xúc, và xe vào lúc 12 giờ thì 12 giờ các bạn phải ra xúc. Đấy, chính vì vậy là làm ở đây rất là gò bó với thời gian. Nhưng mà được cái nó nhàn người thôi, đúng không? Không vất vả. Thế là sau một quá trình xúc thì là bây giờ là đã được đầy đúng không ạ? Đây cảnh tượng sông nước ra một hàng ngày mãi làm đây rất là ngon lành. Đây rất là đông đúc, bây giờ thuyền vào cập bến cập cảng cũng nhiều mà xe vào lúc xe nhiều. Đấy, đây là hầu như, nhưng mà hầu như các bạn đã xúc cát này ở bãi từ bao giờ có nhiều không? Tại vì sao? Tại vì ở đây ấy, thì là xúc ra là cát người ta không giờ chở đầy như này đâu, không bao giờ xúc mà tràn như thế này đâu, thường là có tiền bo nên là hầu như là xúc tài xế. Đây như kiểu là xúc cho công ty hay là xúc cho nhà dân phòng gia đình sao, nên là rất nhiều, rất là đông, đấy, rất là đông luôn, rất hay họ rất là xúc đầy. Như vậy là xúc xe cát này đã đầy các bạn nha. Đấy, đây là một SK09 này, thường SK09 là nó rơi vào cầu bao nhiêu? Cầu 09 đấy. Thường thường như Coveco nó thường là không để là như Hitachi 220 là gầu 09, nhưng đây nó để luôn là SK09 này các bạn này. Đấy, nhưng có một cái bụi chuối này các bạn đừng phá đi nha, để mình giúp gì mình ngồi giả sử cho nó mát biết này. Đấy, còn ở phía đằng xa kia là các gầu ít, như thế ở đây là đã xúc xong một xe. Trong thời gian này mình có thể gom cát lên hoặc là săn bờ săn bụi thì sang không sang thì mình có thể giải lao mình. Đấy, cái dòng máy này thì đời 97-98 đến giờ rất là đời lâu đến bộ rồi, nên là không còn như lúc trước. Đấy, thì phía xa kia đây toàn bộ là họ đang dùng cái gầu vip này. Đấy, đang dùng cái gầu vip để làm zoom tận lên đằng kia các bạn xem này. Đấy, đây thì cái gầu đây là như vậy là xúc xe này đã xong rồi, xe đi vào lấy cát xong rồi. Đây là cận cảnh là cái gầu vip đằng xa kìa, đây là gầu vip nó cặp từ xà lan cặp lên. Đấy, khi cái xà lan này rất là rộng, rất là nhiều. Chỉ khi là mình cứ cạp là từ cái đằng cái tàu này rất là nhiều khối này, nên chính vì vậy là cạp liên tục. Cái mạnh thì chưa thử xúc cát ở dưới xà lan của tàu lên thì cũng chưa nắm rõ được là mà mình xúc là mất khoảng bao nhiêu thời gian, nhưng mà để xúc được con tàu đấy lên cũng mất nhiều thời gian đấy. Đấy, không ít đâu, tại vì gầu nhất là gầu bé mà cái xà lan nó chở rất là nhiều cát, chính vì vậy nên là xúc cũng khá lâu. Còn bao nhiêu lâu thì mình cũng không rõ, không tránh trường hợp là anh em bảo là chưa làm mà đã nói đó.
đây, đây là cái công việc một ngày của anh em làm ở bãi cát đây. Sau khi rồi anh em có thể nghỉ ngơi chơi đấy, còn đằng kia là công việc xuất khẩu, đằng kia vẫn là thế đấy. Thì trên đây là cái video mạnh giới thiệu cho mọi người là công việc máy xúc xúc tại bãi cát đấy, và cái cảnh sông nước, cảnh ra vào của xà lan cập nhật bến và cát ở một con ven sông của bãi Hồng đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Mạnh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ cho Mạnh nha.